Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết tối 7 tháng 12, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu cho 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn. Qua đánh giá, các trường hợp được chẩn đoán và theo dõi nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống. Các bác sĩ đã truyền dịch, chống độc cho bệnh nhân. Hiện tình trạng sức khỏe của 40 bệnh nhân đều ổn định. Trong đó, 37 trường hợp đã cho về nhà theo dõi, các trường hợp còn lại đang được bệnh viện theo dõi và điều trị tiếp. Anh Đỗ Tiến Khoa, phụ huynh học sinh, cho biết ngày 7 tháng 12, các con đi dã ngoại theo chương trình của nhà trường, sau đó dùng bữa tối tại một khách sạn ở thị trấn Mộc Châu. Các món ăn chính trong bữa tối gồm đùi gà chiên, ngô chiên, sườn xào, nước ngọt. Sau khi các con nhập viện, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh. Được biết, 40 học sinh này đang học tại trường tiểu học Mộc Lị, huyện Mộc Châu. Trong bữa tối 7 tháng 12 có 164 học sinh cùng dùng bữa tại khách sạn Mường Thanh, Mộc Châu. Bà Phạm Thị Huệ, hiệu trưởng trường tiểu học Mộc Lị, thông tin ngày 7 tháng 12, nhà trường tổ chức chương trình dã ngoại tại một số địa điểm trên địa bàn, sau đó ăn tối tại khách sạn Mường Thanh, Mộc Châu. Sau khi xảy ra vụ việc, các giáo viên đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đưa học sinh đến bệnh viện cấp cứu. Hiện các học sinh này đang được nghỉ học và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Hiện các cơ quan chức năng huyện Mộc Châu đã lấy mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân vụ việc.